Chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Trong cái hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái series được gọi là trải nghiệm máy tính trong cái công việc gọi là edit video với Adobe Premiere Pro. Thì như ở video trước thì mình có giới thiệu tới anh em một cái chiếc PC lắp i7-1700K rồi. Thì anh em có thể xem ở ngay phần phía trên ở đây của mình để anh em xem cái video trải nghiệm đấy. Còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lại trải nghiệm cho anh em một chiếc i7 khác, nhưng chỉ là i7-10700 thôi. Như anh em thấy đây là một cái cây i7-10700 của mình. Và cái cây này được trang bị cấu hình là 16GB nữa. Cả màn hình là GTX 1660 Super. Và cấu hình của cái cây máy tính này có tổng giá thành loanh quanh vào khoảng hơn 20 triệu một chút. Nếu không nhầm là khoảng 22 triệu. Thì anh em có thể tham khảo cái cấu hình này tại website của Minh An Computer ở ngay phía dưới phần link mô tả trên YouTube của mình để anh em có thể xem cấu hình chi tiết của cái chiếc cây này. Thì trong cái video này thì mình sẽ chỉ trải nghiệm cái việc gọi là edit video thôi. Và trên Adobe Premiere thì mình sẽ trải nghiệm với cái file 4K chứ mình sẽ không trải nghiệm HD, vì mình nghĩ rằng HD đối với cây này là không cần thiết vì đủ rồi. Và 8K thì mình cũng không trải nghiệm, mình biết rằng là với con 1660 Super này thì việc loát 8K là không thể, nên mình sẽ chỉ trải nghiệm trên 4K của Sony thông thường, máy quay Sony thông thường này, trải nghiệm 4K GoPro và trải nghiệm 4K của Flycam của hãng DJI. Bởi vì nhiều anh em có bảo mình là chưa thiếu mất cái phần gọi là trải nghiệm của cái Flycam để xem nó có giật không. Thì ở đây mình trải nghiệm ở trên cái phần mềm Adobe Premiere Pro 2020. Thì anh em có thể thấy ở đây, ở phía dưới timeline là mình đã có một cái file đây rồi. Đấy, anh em có thể thấy ở đây. Thì đây là file 4K nhá. Đây là file 4K. Anh em có thể thấy ở đây, cái chuẩn file này của mình là file 4K đây. Anh em để xem. Đấy, 4K 24 frame. Làm quay H.264 trên máy Sony Alpha. Đấy, thì anh em có thể xem ở đây. Bây giờ mình sẽ load thử nó để cho anh em xem là chạy nó có mượt không. Và đây mình sẽ để cái mức độ load của nó là mức cao nhất. Và mình sẽ bật cho anh em cái Test Manager. Đây, mình sẽ bật Test Manager lên để chúng ta cùng nhau xem. Thì cái này của mình thì cái con 1660 Super nó đang bị cái vấn đề với Adobe Premiere Pro. Tiên mình chưa fix nó làm gì. Đây, mình cứ chạy đã để test đã. Đây. Thì anh em thấy là ở cái chế độ full load thì chúng ta vẫn thấy là cái việc gọi là preview hay là việc gọi là dựng ở trên cái chiếc PC với i7-10700 này rất là nhẹ nhàng. Và dù chỉ là trang bị GTX 1660 Super thôi, đấy, vẫn rất nhẹ nhàng và không bị giật lag gì cả. Đấy, anh em có thể thấy là nó không bị giật lag gì cả. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mình dùng thì nó có một chút gì đấy, nó sẽ vẫn hơi nó hơi bị trễ một chút trong cái quá trình mình sử dụng nó. Nó hơi trễ một chút. Đây, anh em có thể thấy là còn đâu thì để gọi là play nó thì mình nghĩ là vẫn hoàn toàn mượt. Và cái file project này thì mình đã để lên cái SD luôn rồi. Đấy, để chúng ta có thể load nó ở tốc độ tốt nhất. Đấy. Và mình đã có chỉnh màu nhé, đầy đủ cho cái file này. Và mình thấy nó hoàn toàn là mượt mà và rất là ok. Đấy, anh em có thể thấy. Tuy nhiên thì có thể nghe thấy cái tiếng quạt gió quay vù vù ngay đây rồi. Đấy, quạt gió quay rất là to rồi. Đấy, đây là các cái thứ mức load của nó. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái việc gọi là chúng ta thử với file của GoPro đi. Đây, để xem file của GoPro thì như thế nào. Đây, thì mình sẽ chuyển sang file của GoPro. Thì mình sẽ import cái file của GoPro vào đây. Đây, mình sẽ import vào. Đây, mình sẽ import cái file của GoPro vào đây. Đây, chẳng hạn. Đây, mình có một cái file của GoPro đây. Đấy, thì mình sẽ new sequence nó luôn. Đấy, để đúng là 4K luôn. Đây, chẳng hạn. Đấy, anh em có thể thấy là cái file này là GoPro đây, 4K 420, anh em có thể thấy. Đây, mình sẽ chạy thử. Thế anh em có thể thấy là cái quá trình chạy nó rất là trơn tru, không thấy có vấn đề cái dấu hiệu gì của giật hay của lag gì cả. Đấy, mọi thứ chạy vẫn rất là mượt mà luôn với file GoPro. Thì cái file GoPro 4K này mình quay với GoPro Hero 7 Black. Đấy, thì anh em có thể thấy là nó chạy vẫn rất là nuột. Hoàn toàn có thể edit tốt 4K ở GoPro mà không gặp cái trở ngại nào cả trong cái quá trình anh em sử dụng. Giờ mình sẽ test tiếp, import vào đây cái file Flycam. Bởi vì có một số anh em bảo với mình là cái file Flycam load vào nó thường xuyên bị giật. Đây, thì mình sẽ tạo luôn. Thì đây là cái Flycam mình bay bằng DJI Mavic Pro 2 Pro 2. Đây, chẳng hạn. Đấy, anh em có thể xem bây giờ load thử.
Đấy, thì anh em có thể thấy là nó xuất hiện cái hiện tượng bị giật lát khi mà chúng ta chạy cái file của cái GoPro, à của cái Flycam. Thực ra thì nhiều anh em cũng có hay gặp cái tình trạng này ở trên các cái máy tính, kể cả cấu hình cao chăng nữa. Thì thường cái hiện tượng này nó dẫn đến là do cái codec của cái chiếc Mavic hay là của chiếc Phantom ấy, cái codec của nó không thực sự được tối ưu cho lắm theo đánh giá của mình thôi, nên là anh em cảm thấy nó giật thôi. Chứ còn thực sự là nếu máy cấu hình cao hẳn, mạnh hẳn thì mình nghĩ là nó vẫn rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Đây chẳng hạn khi mà cái bộ đệm của nó đã chạy rồi và nó đã tương đối có đệm rồi thì anh em có thể thấy là nó loát tương đối tốt luôn. Đấy, tuy nhiên thì khúc đầu lúc nãy là khi chúng ta vừa kéo vào nó chưa kịp tạo bộ đệm thì nó sẽ bị giật. Đấy, anh em thấy là hoàn toàn chúng ta có thể edit 4K của tất cả các loại thiết bị ở trên chiếc cây máy tính i7-10700 này với cả GTX 1660 Super. Đấy, anh em có thể thấy là chúng ta có thể edit được toàn bộ, không thiếu cái gì cả. Đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ test tiếp cái gọi là thời gian xuất file. Thì mình như ở trong cái video trước với 10700K thì mình test 3 phút, thì ở video này mình cũng test 3 phút thôi. Đấy, để cho nó tương đồng nhau, mình cũng chỉ test 3 phút thôi, đúng 3 phút. Đấy, 3 phút cho nó chuẩn thời lượng. Đấy, rồi mình sẽ test 3 phút xuất file. Đấy, và mình cũng test xuất mặc định luôn, mình không can thiệp một cái gì cả vào đây cả. Đấy, mình sẽ test xuất mặc định. Nhiều anh em có bảo mình là sao mình không test xuất quick sync rồi test xuất các thứ, thì mình quan điểm là test thì mình cứ làm những cái gì nó default, những cái gì nó mặc định thôi. Đấy, cho nó dễ, khỏi phải lăn tăn. Đấy, mình sẽ test mặc định thôi. Đấy, tất cả mình để mặc định hết, 264 max suộc 2 bitrate hết. Đây, mình sẽ xuất qua media encore. Đấy, và cái chuẩn xuất thì mình sẽ giữ nguyên như những cái video trước của mình. Đấy, giữ nguyên thôi. Đây thì ở đây nó có báo một cái warning gì đấy. Đây nó có báo một cái warning thôi, kệ, là có thể bị offline cái media graphic gì đấy do cái missing acid thôi, cũng không ảnh hưởng lắm trong quá trình chúng ta xuất file. Đây chẳng hạn 264 đây, mình xuất max suộc 2 bitrate luôn. Đây chẳng hạn mình sẽ để cho nó chạy. Thì anh em có thể thấy là cái tốc độ xuất file của cái chiếc i7-10700 này cũng rất là tốt luôn. Đấy, tương đối tốt và rất là ok. Đấy, anh em có thể thấy là tốc độ xuất tương đối nhanh. Và mình nghĩ rằng là nếu so với tốc độ xuất của chiếc 10700K ở trong cái bài trải nghiệm trước của mình thì mình nghĩ nó cũng không tệ đâu. Cho những anh em nào mà có nguồn mức kinh phí không quá lớn mà anh em vẫn muốn trải nghiệm cái được gọi là i7, mình nghĩ là ổn đấy. Nếu xuất với file 4K thông thường của Sony như thế này thì mình nghĩ là rất là nhanh. Dù nó chỉ không có chữ K thôi, bớt chữ K đi là chúng ta tiết kiệm tới mấy triệu liền rồi. Như anh em thấy thì cái file chúng ta xuất gần xong rồi. Thì như mình thấy đây, chúng ta xuất với cái tốc độ được gọi là tương đối nhanh. Chúng ta chỉ mất hơn 2 phút chút thôi để chúng ta có thể xuất được một cái file 4K. Đấy, và lúc này thì đương nhiên là quạt gió CPU quay rất là lớn rồi anh em ạ, thì phải full load mà. Thì như vậy thì vừa rồi thì mình đã có trải nghiệm nhanh cho anh em với một cái chiếc cấu hình máy tính sử dụng cái chip Intel Core i7 10700, 16GB và cả màn hình GTX 1660 Super. Thì thực sự là để nói rằng là cái cảm nhận của mình trong cái quá trình mình sử dụng và trải nghiệm cái cây máy tính này dựng 4K và xuất 4K của các cái loại máy quay khác nhau thì nó có ổn không, thì mình đánh giá là ổn và hoàn toàn ok. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là nếu như mà anh em nào hướng tới một cái sự gọi là đa nhiệm hơn, tức là vừa dựng và vừa sử dụng nhiều các cái ứng dụng nặng khác cùng lúc như là After Effects hay là Photoshop hay là Lightroom cùng lúc, thì mình nghĩ rằng cái cây máy tính này nó sẽ hơi bị đuối một chút. Còn nếu như anh em chỉ lựa chọn để sử dụng gọi là dựng 4K, dựng HD và làm video bình thường, dựng video hay là Photoshop hay Lightroom bình thường, thì mình nghĩ rằng là hoàn toàn ok, không vấn đề gì cả. Nếu như đang lăn tăn trong việc là chưa đủ kinh phí để lên chiếc i7-10700K, thì nếu anh em thấy video này hữu ích thì anh em đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, nhấn biểu tượng chuông thông báo để theo dõi video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau.